Mời các bạn cùng đón nghe phần 12, tiểu thuyết tình báo, ông cố vấn. Cha Hoàng đổi ý kiến, ngay buổi chiều hôm đó, đã bảo Hai Long cùng mình đi gặp Khánh. Buổi nói chuyện với vợ Trần Kim Tuyến đã cho cha biết các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim hiện đang bị quản chế ở đây. Cha không muốn ở lâu tại Đà Lạt, nếu Đôn và Kim tới, sẽ khó nói khi chuyện trò. Cha đã từng ủng hộ họ, giờ lại quay sang ủng hộ Khánh. Đôn và Kim không phải là con chiên, nhưng nếu so với Khánh, họ còn có tư cách hơn. Sự việc xảy ra ở Bộ Tổng Tham mưu hôm 26 tháng 7 đã làm cho Khánh lúng túng. Khánh có liên quan cả về hai mặt với tư cách vừa là Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng, vừa là Thủ tướng. Khánh mời cả cha Hoàng và Hai Long tới Đà Lạt để thương nghị. Khánh đã biết cha Hoàng là người cực đoan lại khó tính, còn mưu sĩ của cha thì trầm tĩnh và ôn hòa. Việc một số giáo dân di cư bị sát hại, nếu không thu xếp cho êm sẽ bùng lên thành một phong trào chống Khánh. Khánh tuy đã ôm hầu hết mọi quyền lực trong tay, nhưng ngày càng cảm thấy mình ngồi trên lửa vì tình hình quân sự xấu đi rất nhanh, và những người bất bình với Khánh không ngừng tăng lên. Cha Hoàng và Hai Long đi xe ngựa tới Dinh Hai, Đại tá Albert Nguyễn Cao ra đón hai người vào gặp Khánh. Khánh đứng ở chân thềm, vồn vã. Trời, sao cha Tổng và ông giáo không phôn vô để ông Cao ra đón mà lại đi xe ngựa? Cha Hoàng mát mẻ. Thủ tướng còn bận nhiều việc, tránh được phiền phức chừng nào hay chừng ấy. Cha lo cho những việc tày đình, đưa cái xe ra đón cha có chi mà phiền phức. Khánh tươi cười mời khách dùng ly rượu cho ấm người, cố tạo bầu không khí thông cảm, rồi vào vấn đề một cách khiêm tốn. Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi đã chỉ thị cho cảnh sát, an ninh và quân đội là không được đụng tới quyền dân chủ của đồng bào, đặc biệt là giáo dân. Cha Tổng và ông giáo coi suốt thời gian qua, đâu có xảy ra điều chi đáng tiếc. Tai họa vừa rồi là do một số binh sĩ thiếu kỷ luật, hoảng hốt trước sự quá nhiệt tình và phẫn nộ của giáo dân. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị những quân nhân phạm tội. Bữa nay, xin mời cha Tổng và ông giáo tới để có lời xin lỗi. Mong cha Tổng và ông giáo thu xếp cho công chuyện được êm thấm. Cha Hoàng to tiếng ngay. Các ông tướng ngu quá là ngu. Dân người ta biểu tình chống Dương Văn Minh là để răn đe Phật giáo ăn hiếp mấy ông tướng trẻ. Người ta đuổi Ca Bốt Lốt là để làm cho Mỹ phải nể mấy ông tướng Việt Nam. Người ta biểu tình ủng hộ mình, thế mà lại cho lính xả súng bắn vào người ta. Dưới mắt cha Hoàng, Khánh vẫn là một kẻ võ biền, trẻ tuổi, hãnh tiến, tới gặp mình để mưu cầu địa vị như trước đây. Cha quên Khánh đã trở thành người đứng đầu có thực quyền của chế độ, nên vơ đũa cả nắm, mạt sát các tướng trẻ ngay giữa tư dinh của Khánh. Hai Long nhận thấy Khánh sầm mặt, hai tai đỏ rừ. Anh xoa dịu. Cha Tổng rất trung thực, nghĩ sao nói vậy, có tin Thủ tướng, có hết lòng ủng hộ Thủ tướng, thì mới nói như vừa rồi. Cũng như hồi xưa cha Tổng rất mến phục Trung tướng Nguyễn Văn Xuân, khi làm việc với Thủ tướng Xuân, cha cũng thường thẳng thắn như vậy. Giờ chuyện không may đã xảy ra, trên đường lên đây, cha Tổng đã bàn với tôi sẽ cùng Thủ tướng thu xếp cho ổn thỏa, không để cái xảy này ki ung, không để cho người ngoài xen vô, gây nên chuyện lớn phương hại cho chế độ như Phật giáo trước đây. Hai Long đã nhắc tới Xuân vì vào thời đó, Khánh còn là sĩ quan tùy viên của Xuân để lưu ý Khánh tới tuổi tác, vai vế đã có từ lâu của cha Hoàng. Khánh cố nén tự ái cười gượng. Người trong nhà đóng cửa bảo nhau, cha Tổng đã thương, nên giải quyết cách chi xin cha Tổng cứ dạy cho. Cha Hoàng vẫn không dịu giọng. Giết người là phải thường mạng, muốn giải quyết êm chuyện này, quân đội phải đứng ra công khai xin lỗi giáo dân. Phải trừng trị thật nặng cả binh lính và chỉ huy phạm vào tội giết người, và phải bồi thường cho mỗi gia đình có người bị thiệt hại 5 triệu đồng. Giáo dân miền Nam nhất định sẽ không lùi bước đâu. Ca Bốt Lốt, Gò Hôm, Lô Đề phải cút khỏi Nam Việt Nam. Nếu Mỹ cứ đưa sang đây những người chống Thiên Chúa Giáo thì 2 triệu tín đồ sẽ không để cho Mỹ yên.
Khánh hiểu rằng rất khó thương nghị với cha Hoàng. Khánh đành phải nhận tất cả những điều kiện cha đặt ra, chỉ xin châm trước trong cách giải quyết cụ thể. Hai Long cảm thấy đã có một sự nứt rạn khó hàn gắn giữa Khánh và cha Hoàng. Anh lo vì vậy mà Khánh sẽ ngả sang Phật giáo. Khánh mời cha Hoàng và Hai Long nghỉ lại dinh. Cha Hoàng từ chối. Trước khi ra về, Hai Long phải tìm cách đứng riêng với Khánh. Cha Tổng đã có tuổi đang lúc nóng, sau đây tôi sẽ tìm cách thưa lại. Chẳng qua là cha bực ông Minh và ông Lô Đê, còn với cá nhân Thủ tướng thì cha vẫn ưu ái, quý trọng. Ông Thủ tướng cứ bình tâm lo việc khác, chuyện này trong vài ngày nữa, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Lần sau, nếu lại có những việc tương tự, ông Thủ tướng cứ cho người tới bàn bạc trước với tôi thì sẽ tránh được va chạm. Nguyễn Khánh siết tay anh. Nhờ ông giáo Chu Toàn giúp cho. Anh em mình đã rất hiểu nhau. Tôi quả là đang có nhiều chuyện phải lo. Cả Bốt Lốt cũng sắp đi khỏi đây thôi. Như vậy rất hợp ý cha Hoàng. Nhưng ai sẽ thay? Có thể là Mark Tyler. Ông ta là tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, một nhà quân sự thuần túy. Nước mình đang có chiến tranh mà, làm việc với một đại sứ là tướng quân sự có khi lại dễ chịu hơn. Hai Long có một buổi chiều, sau bữa cơm, cùng với Tú Uyên và hai đứa con nhỏ của chị đi dạo quanh hồ. Anh giữ ý, trước khi đi, đưa Tú Uyên và hai con của chị vào chào cha Hoàng. Trình cha, đây là một cô học trò nhỏ của con, hồi con còn học trung học ở Hà Nội. Cô học trò nhỏ, đã có hai con. Cha Hoàng mỉm cười nói với Tú Uyên. Thưa cha, đó là chuyện cách đây gần 20 năm. Anh Nhạ kèm con học thi ạ. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, con vẫn phải nhớ ơn thầy. Gia đình chị ở đâu? Chúng con ở Sài Gòn. Chồng con là luật sư Trịnh Ngọc Tường. Ủa, chị làm dâu Thanh Bồ. Thế cha biết nhà con ạ. Ông Tường ở trong khối công dân công giáo với tôi. Cha Hoàng không nghi ngờ gì về sự quan hệ giữa hai người, vì từ khi đi lại ở Bình An, Hai Long vẫn tỏ ra là một con người thánh thiện. Sương mù buổi chiều đã phủ kín những núi rừng ngút ngàn bao quanh thị trấn. Những ngôi nhà, những cây liễu rủ quanh hồ như đang tỏa ra quanh mình một làn khói lạnh. Tú Uyên chùm một chiếc khăn voan hồng và mặc chiếc măng tô màu trắng có đai, trông gọn gàng như một cô gái. Chị và Hai Long mỗi người dắt tay một đứa trẻ. Vừa sáng nay, anh mới nghĩ tới có một ngày nào anh được cùng với vợ con đi dạo quanh hồ như thế này. Kể ra nếu không có chiến tranh, người đàn bà này có thể là vợ anh và những đứa nhỏ này có thể là con anh. Trước cách mạng tháng 8, Hai Long học những năm cuối cùng để chuẩn bị thi tú tài. Anh trọ tại gia đình một người quen ở cuối phố Duvina, Hà Nội. Sáng sáng, anh đạp xe tới trường học trên con đường phố vắng vẻ với khá nhiều biệt thự 2 hoặc 3 tầng, xinh xắn, của những nhà tư sản nhỏ, những viên chức, hình ảnh cậu học trò nghèo, ngoan ngoãn, đứng đắn dần dần quen thuộc với bà con trong phố. Một hôm, ông chủ nhà nói với anh, có mặt gia đình muốn nhờ anh dạy buổi tối cho cô con gái đang chuẩn bị thi vào trung học, với lương tháng 5 đồng. Anh nhận lời ngay. Vì số tiền này vừa đủ cho anh trả tiền trọ học. Cô gái đó là Tú Uyên. Bố Tú Uyên là viên chức cao cấp ở tòa thống sứ Bắc Kỳ. Anh tới kèm cô gái học vài tháng thì được ông phán mời về nhà. Nơi ở của cậu giáo là một căn buồng trên gác hai yên tĩnh. Hai bữa, anh được mời xuống cùng ăn cơm với gia đình. Tiền dạy học hàng tháng vẫn như cũ. Sau 2 năm, Tú Uyên thi đỗ. Vào học trường Đồng Khánh, anh chuyển sang dạy cho em Tú Uyên, một cậu bé rất ham chơi. Đảo chính Nhật, ông phán làm việc tiếp cho chính quyền Bảo Đại. Cách mạng tháng 8, ông lại trở thành nhân viên của chính quyền ta. Một mối tình đã nảy nở giữa cậu giáo và cô nữ sinh trường Đồng Khánh. Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Gia đình Tú Uyên lúc đầu không chịu tản cư. Hai Long ở lại Hà Nội chiến đấu trong hàng ngũ tự vệ. Khi quân Pháp từ trong thành đánh rộng ra ô Cầu Rền, ông Phán mới hoảng hốt nhờ anh đưa ra ngoài. Một đêm, với tấm chứng minh thư tự vệ thành,
Hai Long đưa cả gia đình đi trên những đường phố tối tăm, rền vang tiếng súng, qua nhiều trạm gác của ta, tới làng Cự Đà, nơi bà Phán có người quen. Hai Long quay lại nội thành tiếp tục chiến đấu. Chừng nửa tháng sau, tự vệ liên khu 2 Hà Nội rút ra ngoại thành. Đêm đêm, họ đi vào nội thành, mở những trận tập kích quấy rối. Ban ngày, mỗi khi có dịp, Hai Long lại phóng về Cự Đà gặp gia đình Tú Uyên, kể chuyện chiến đấu ở Hà Nội. Anh nói kháng chiến còn lâu dài, sớm muộn rồi quân Pháp sẽ đánh ra những vùng chung quanh Hà Nội, và khuyên vợ chồng ông Phán nên đi xa hơn, tới những nơi an toàn. Ông Phán nghe theo lời anh, quyết định chuyển gia đình về quê ngoại ở Hưng Yên. Buổi sáng trước khi gia đình gồng gánh về Khoái Châu, anh và Tú Uyên đứng bịn diện với nhau ở một gốc đa bên dòng sông nhỏ. Bà Phán từ trong nhà đi ra tìm con gái. Tú Uyên nước mắt vòng quanh. Bà nhìn Hai Long một hồi rồi cầm lấy tay anh và tay con gái, nói với giọng xúc động: "Ba mợ từ lâu đã coi con như người trong nhà. Bữa nay mợ có lời, mai mốt yên hàn, hai con sẽ nên vợ nên chồng." Họ bắt đầu xa nhau. Không phải Hai Long đã để quên đi mối tình đầu êm đềm và thơ mộng, vì nghĩ tới Tú Uyên, nên sau một thời gian ở mặt trận Hà Nội, khi một số đơn vị chuyển lên Việt Bắc, anh đã xin trở về Thái Bình để tiếp tục chiến đấu ở quê hương. Anh muốn gặp lại Tú Uyên và có ý định xin phép gia đình cho cô được thoát ly cùng mình đi chiến đấu. Mùa đông năm đó, anh tìm đến quê ngoại Tú Uyên ở Khoái Châu, thì gia đình vừa hồi cư về Hà Nội được vài ngày. Anh bâng khuâng với ý nghĩ, tuổi họ còn trẻ, nhưng họ đã ở hai bên bờ một con sông ngăn cách không thể nào vượt qua. 5 năm sau, nhận công tác mới, anh trở lại nội thành Hà Nội, đã có thêm một thời gian dài được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu. Suy nghĩ và tình cảm của anh đối với gia đình Tú Uyên không còn được như xưa. Nhưng anh vẫn mong gặp lại người con gái đã dành cho mình một tình yêu không vụ lợi, đã giành được một vị trí trong trái tim mình những năm trước đây. Biết đâu gia đình Tú Uyên lại không trở thành một cơ sở của ta trong nội thành tạm chiếm. Biết đâu Tú Uyên lại không trở thành một người cùng cộng tác với anh trong công tác mới. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra đó chỉ là những ý nghĩ hão huyền. Trong những năm tạm chiếm, bố Tú Uyên lại tiếp tục là một nhân viên cao cấp trong ngụy quyền. Tú Uyên chưa đi lấy chồng, nhưng cả gia đình đã chuyển về Đà Nẵng, quê nội của Tú Uyên, sau khi ông bố bị gạt ra khỏi chính quyền. Không thể còn có một đường dây nhỏ nào dính líu giữa họ. Vậy mà bỗng nhiên họ gặp lại nhau trên thị trấn cao nguyên tuyệt đẹp này, miền đất dành cho tình yêu, cho những cặp vợ chồng trong tuần trăng mật. Và bây giờ họ đang đi sát bên nhau trong một buổi chiều đầy sương mù, cảnh vật như thực như hư. Họ chăm chú nghe nhau kể lại những mẩu chuyện đứt quãng trong cuộc đời riêng của mỗi người trong 18 năm qua. Đôi lúc họ ngập ngừng, vì ý nghĩ có nên nói nữa không, lúc này còn nói để làm gì. Họ không gạn hỏi nhau, khi thấy một người không muốn nói tiếp, vì đều cảm thấy mình không có quyền làm chuyện đó. Họ e những câu hỏi vụng về sẽ làm tổn thương nhau. Hai Long biết bố mẹ Tú Uyên đã già, sống với số tiền lương hưu trí những năm làm việc cho Pháp ở Đà Nẵng. Theo bố mẹ vào Nam được mấy năm, chị lấy chồng, người cùng quê. Anh là luật sư, đứa em trai của chị theo bộ đội từ những năm đó. Nghe đầu hiện đang làm trung đoàn trưởng một đơn vị xe tăng ở miền Bắc. Cũng chính vì vậy mà gần đây, chồng chị mới chuyển về Sài Gòn, cho xa cái tiếng có người trong gia đình làm việc với cộng sản. Trong cuộc sống riêng, chị được chồng hết sức chiều chuộng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc vì tư tưởng, tình cảm của hai người nhiều lúc rất khác nhau. Chị bỗng nói, lâu rồi, em Thành có viết thư về nhà, nói rằng chưa lần nào gặp anh. Em nghĩ dại dột là anh đã không còn nữa. Em tin chắc rằng không bao giờ gặp anh, vì nếu anh còn sống thì cũng ở phía bên kia. Cuộc thế xoay vần, nhiều lúc anh cũng tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Ở Sài Gòn, anh ở đường nào? Anh thường ở nhà thờ Bình An cùng với cha Hoàng. Sứ đạo này ở mãi ngoại thành Sài Gòn. Anh sẽ tới chơi với vợ chồng em chứ? Chúng mình sẽ cố giữ gìn ở nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Anh không mong gì hơn. Ờ, thằng nhỏ buồn ngủ rồi. Đứa bé mắt díp lại đi loạng choạng.
Hai Long định cúi xuống thì chị đã nhanh hơn bồng lấy con. Đưa cháu cho anh. Thôi ta quay về. Về tới khách sạn còn xa. Tú Uyên chuyển đứa nhỏ cho anh. Anh bỗng cảm thấy bàn tay ấm nóng của chị nắm lấy cổ tay mình. Họ thùng thình trở về khách sạn. Một màn sương mù dồn tới xóa mờ mọi cảnh vật. Anh không còn nhìn rõ Tú Uyên. Nhưng một lần nữa, anh lại thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình bóp chặt. Anh nhớ địa chỉ của chúng em chưa? Anh vẫn chưa trả lời. Anh sẽ tới thăm vợ chồng em chứ? Em thấy lúc nào anh cũng đi với các cha. Suốt nhiều năm nay, anh sống cuộc đời khổ hạnh của một thầy tu. Anh sẽ nhớ mãi cuộc gặp lại em hôm nay. Một chiều sương mù ở Đà Lạt, chúng mình lại có thêm một kỷ niệm đẹp. Anh vẫn cố tránh không trả lời câu hỏi của chị. Sáng hôm sau, Tú Uyên ra sân bay tiễn Hai Long và cha Hoàng trở về Sài Gòn. Trước mặt cha Hoàng, chị cố giữ vẻ tự nhiên của một người học trò cũ gặp lại thầy sau nhiều năm xa cách. Nhưng Hai Long vẫn đọc được trong mắt chị những thoáng buồn và đôi lúc như hờn giận. Anh cũng phải chế ngự những tình cảm của mình. Anh đã nhiều lần thản nhiên khi đi ngang những trái cấm trong vườn cây của Chúa. Nhưng lần này anh không thể dửng dưng. Nó làm anh xao xuyến, vì nó đánh thức một thời dĩ vãng khi anh còn trẻ, lần đầu đến với tình yêu. Người anh lâng lâng trong một trạng thái kỳ lạ. Chiếc máy bay gầm lên rồi lao nhanh trên đường băng và rời khỏi sân bay. Đà Lạt đã khuất sau màn mây trắng đặc quánh. Anh thấy như mình vừa ném xuống biển sương mù của cao nguyên một vật kỷ niệm quý báu để cố tình cắt đứt một mối dây liên hệ với quá khứ. Độ cao của máy bay đã ổn định. Nhiều người bắt đầu hút thuốc lá. Lòng anh trở lại bình thản. Mình chưa hoàn toàn miễn dịch như đã tưởng. Cũng may, mình vẫn chưa đụng tới trái cấm. Còn đọng lại trong anh là một cái gì dịu dàng. Năm tháng không xóa nổi những tình cảm của chị đối với anh. Hình ảnh nào của anh đã in đậm dấu ấn trong tâm trí chị. Cậu giáo nghèo sáng sáng đạp xe đi ngang cửa. Hay anh tự vệ với trái lựu đạn dắt ở thắt lưng, dưới bầu trời đêm đỏ hồng vì đạn lửa, dẫn gia đình chị ra khỏi vòng vây của quân Pháp ở Hà Nội. Câu nói của chị lại vang lên bên tai anh, em tin rằng không bao giờ gặp lại anh, vì nếu anh còn sống thì cũng ở phía bên kia. Điều đó động viên anh. Nếu một ngày nào đó, chị biết anh là ai, chắc là chị sẽ giữ mãi cho mình cái hình ảnh mà anh mong muốn. Cũng chỉ từng đó thôi. Mình như người vượn biển đầy sóng dữ trên con thuyền nhỏ, không thể nấn ná lâu trên hòn đảo yên tĩnh tình cờ gặp trên dọc đường. Cuộc đấu tranh của giáo dân mấy tháng qua đã đưa cha Hoàng lên vị trí người cầm đầu phong trào, với kết quả là đã phần nào phục hồi uy tín của công giáo bị sứt mẻ sau đảo chính diệm. Cha Khổng Tiến Giác, người thay mặt khiêm giữ liên lạc với nhà thờ Bình An, đã vui vẻ nói với Hai Long. Những linh mục tuyên úy trong quân đội lại tiếp tục làm lễ Misa cho tín đồ binh sĩ. Từ khi nổ ra cuộc đấu tranh của công giáo, lần nào Hai Long tới gặp Khâm Sứ, trước khi ra về, ông đều chúc lành. Khâm Sứ không còn nghi ngờ gì, anh đúng là một tín đồ sẵn sàng tử vì đạo. Đầu tháng 4, Cabotlot bị gọi về nước. Người sang thay là Mark Tyler, một tướng chỉ huy quân sự thuần túy. Không riêng cha Hoàng hỉ hả ra mặt, mà Khâm Sứ cũng rất vui. Khẩu hiệu của cha Hoàng đua ra đã giành được thắng lợi rất rõ ràng. Đã thành lệ, mỗi lần Hai Long tới báo cáo, Khâm Sứ lại ban thưởng cho một hai chai rượu lễ đem về cùng cha Hoàng nhấm nháp với mấy hột đậu phộng, để tâm hồn phiêu diệu nơi thiên đàng. Cha Hoàng đã có danh nghĩa hẳn hoi, là chủ tịch trung ương khối công dân công giáo đại đoàn kết. Nhưng mọi người đều biết đứng sau ông là Hai Long. Ông không ngừng dẫn mình vào cuộc đấu tranh, nhưng ông đã chú ý lùi về phía sau, đưa Hai Long ra những cuộc tiếp xúc công khai. Nhiều người cũng chủ động tìm tới Hai Long, vì thấy giải quyết mọi vấn đề với anh nhanh chóng và dễ dàng hơn với cha Hoàng. Tất nhiên mọi việc anh đều báo cáo với ông, và khi giải quyết anh đều nói mình đã xin ý kiến của cha, hoặc là theo ý của cha thì nên làm như vậy. Giữa tháng 8, Trần Thiện Khiêm tới nhà thờ Bình An, tìm Hai Long với vẻ mặt tư lự, âm thầm. Hai Long mang rượu lễ ra mời Khiêm, rồi nói.
gần đây gặp Khâm Sứ, lần nào ngài cũng hỏi thăm về tình hình các tướng lãnh trong hội đồng. Khâm Sứ rất lo ngại vì đã nhiều tháng qua mà chính quyền miền Nam vẫn chưa ổn định. Khiêm thở dài. Tôi cũng rất lo. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có lợi cho Việt Cộng. Ông Khánh Kiêm tới từng ấy chức thì làm sao cho xuể. Có tài năng mấy cũng không thể ôm đồm nhiều quá như vậy. Mà ông Khánh đâu có nhiều tài năng, lại còn phải tính tới cái đức nữa chứ. Đâu chỉ có giáo dân, có người xứ Huế bất bình vì việc hành quyết ông Cẩn, mà cũng không riêng chỉ có chuyện ông Cẩn, muốn đưa ông Thơ ra khỏi chính phủ thì chỉ cần có lời mời ông Thơ ra, can chi mà phải trói tay người ta điệu vô bộ tổng tham mưu. Tham gia đảo chánh chậm nhất là ông Khánh, nhưng khi đòi thăng thưởng thì nhanh nhất lại là ông Khánh. Ông chạy tuốt từ Nha Trang về Tư Dinh ông Thơ, năn nỉ ông Thơ đề nghị với Tứ Minh, rồi lại mua lon, tự mang vô nhà ông Thơ, xin ông Thơ gắn cho mình đang khi ông Thơ còn mặc đồ ngủ. Vậy mà chơi ông Thơ như vậy đó. Người Mỹ quá tin Khánh nên tập trung quyền hành vô một tay ông ta. Họ bắt đầu nhận ra rồi, tuy quá muộn. Anh tin là như vậy ư? Tôi biết rõ điều đó. Nếu không sớm có sự cải tiến trong chính quyền thì chúng tôi rất lo. Vừa qua cha tổng vừa đụng độ với ông Khánh ở Đà Lạt. Tôi còn biết thêm là sau đó, ông Khánh đã quyết định xa rời công giáo để chạy theo các thầy. Tôi đã hẹn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, giúp ông Khánh, chả lẽ lại có chuyện như vậy. Tôi lấy danh dự nói đó là điều có thiệt và không lạ đối với ông Khánh. Nếu vậy thì ông Khánh sẽ bị thiệt hại chứ không phải là giáo dân. Quá đúng. Khiêm uống tiếp một hớp rượu lễ, mặt dần dần đỏ hồng. Hai Long biết đây mới là phần đầu câu chuyện do mình gợi ra. Khiêm đặt ly rượu xuống bàn, đánh diêm châm thuốc hút rồi nói. Từ ngày vô Bình An tới nay, đối với cha tổng và anh giáo, tôi không giấu giếm điều chi. Tôi không phải là người đi hàng hai, hàng ba. Tôi biết rõ mọi việc trên chính trường miền Nam muốn thành đạt đều phải dựa vô Thiên Chúa giáo. Tôi chủ trương làm cuộc chỉnh lý với ý định tốt, nhưng đã bị ông Khánh làm đổ bể. Bây giờ buộc phải tiếp tục. Lần này, tôi không chỉ đề nghị cha tổng và anh giáo ủng hộ, mà cùng tham gia vô. Cục diện chiến trường miền Nam đang chuyển biến rất xấu từ sau ngày đảo chính. 2/3 các ấp chiến lược mà ông Nhu và Bình An đã tốn bao công sức xây dựng, đã bị phá tan. 1/3 còn lại cũng chỉ là cái vỏ, xanh vỏ đỏ lòng. Cha tổng và anh giáo đều là người am tường quân sự. Tôi đề nghị anh giáo lãnh nhận cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và khó khăn. Tôi tha thiết xin anh giáo lãnh cho chức tư lệnh địa phương quân, trước mắt là với quân hàm đại tá. Riêng vấn đề này, tôi đã tham khảo ý kiến ông Khánh, ông hoàn toàn nhất trí. Đây là bước mở đầu để anh giáo cùng tham gia chấp chính. Tôi sẽ hết sức yểm trợ anh giáo hoàn thành công vụ khó khăn này. Mong anh giáo nhận lời cho. Vấn đề anh vừa nêu, đối với tôi quá đột ngột. Trong hiện tình, tôi nghĩ là một nhiệm vụ như vậy vượt quá sức mình. Tôi cần thưa thiệt là đã cân nhắc nhiều trước khi đưa ra lời đề nghị với anh giáo. Nhiệm vụ này đòi hỏi một người am tường nhiều mặt về cả quân sự và chính trị. Anh giáo đã làm việc cho tổng bộ, lại từng có nhiều năm ở trong quân đội Bắc Việt và quân đội Pháp. Kế hoạch ấp chiến lược lại được hoạch định ngay tại nhà thờ Bình An. Như vậy về quân sự, không tìm đâu ra người hơn anh giáo. Về chính trị, anh rất hiểu Cộng sản, đã làm cố vấn chính trị cho ông Ngô Đình Nhu, lại còn là một nhà lãnh đạo của giáo dân. Anh giáo có những điều kiện tối ưu để đảm dương công việc này. Còn về mặt cấp bậc, như tôi đã nói, đó chỉ là bước đầu. Mong anh đừng hiểu lầm tôi về mặt địa vị, chức tước. Trước đây, khi nhiệm vụ cần tôi có mặt trong quân đội Bắc Việt, quân đội Pháp, tôi đã nhận những chức tước chẳng to lớn gì. Nhưng quả là hiện tình chiến sự tại Việt Nam Cộng Hòa làm tôi rất lo lắng. Lực lượng Việt Cộng đã quá lớn mạnh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn ở cái thế 20 chọi một như thời kỳ đầu chiến tranh. Tình hình chính trị lại quá rối ren. Vì vậy tôi mới nói nhiệm vụ anh vừa nêu ra đối với tôi quả là quá nặng. Tôi hoàn toàn tán đồng sự đánh giá của anh.
quân lực Việt Nam Cộng Hòa dù có được tăng cường thêm nhiều cũng không còn đủ sức chiến thắng Việt Cộng. Bắc Việt Nam đang cho quân xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa với một mức độ ghê gớm, nhưng nhất định họ sẽ thất bại như Bắc Hàn đã thất bại ở Nam Hàn trước đây, vì chúng ta có đồng minh Mỹ. Không lâu nữa, quân đồng minh với toàn bộ những vũ khí tối tân của họ sẽ cùng chiến đấu ở bên cạnh chúng ta. Gần đây, tôi đã nghe nói nhiều về chuyện đó, nhưng với thể chế dân chủ của Mỹ, chính phủ Mỹ không dễ gì đưa quân chiến đấu Mỹ tới Việt Nam Cộng Hòa. Còn chỉ với máy bay và xe tăng do chính quân Mỹ lái, thì chúng ta đã từng chứng kiến những thất bại ngay từ thời Tổng thống Diệm. Về vấn đề này thì, anh giáo bỏ lỗi cho, tôi phải nói là anh đã lầm. Mỹ chưa đưa quân chiến đấu sang Việt Nam Cộng Hòa không phải do chính thể dân chủ ở Mỹ, mà do chính tại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cũng vì vậy mà ông Diệm, ông Nhu đã phải trả giá đắt. Chỉ cần một chính quyền Việt Nam thân hữu với đồng minh và tương đối ổn định là người Mỹ có thể đưa ngay quân vào. Việc này họ và ta đang làm. Tất nhiên với chính thể dân chủ ở Mỹ, người cầm quyền cũng phải tạo ra một cái cớ nào đó. Chuyện này dễ ợt và đã được giải quyết rồi. Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết vịnh Bắc Bộ ngày 7 tháng 8 vừa qua. Đó, anh giáo nhận lời tôi đi. Khiêm tươi cười nâng cao ly rượu. Hai Long cũng vui vẻ rót rượu cho mình, nâng ly và nói. Tôi xin tri ân anh vì sự đánh giá cao và những cảm tình tốt đẹp với cá nhân tôi. Tôi là một giáo dân đã phó thác hồn xác nơi Chúa. Trước đây vì hoàn cảnh đặc biệt có tham gia một số năm binh nghiệp, nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn cảnh đầu rơi máu đổ, chỉ mong được toàn tâm nghiên cứu về giáo lý, thần học, nhiều lắm là tham gia vào những hoạt động xã hội của giáo hội. Vì vậy mà tôi đã trở thành người của giáo hội. Nay nếu một phen nữa, vì nhiệm vụ đối với quốc gia, mà lại rơi vào nghiệp chướng thì trong lòng chẳng thanh thản, vui vẻ gì. Tôi cần xin ý kiến của cha tổng và tòa khâm sứ trước khi chính thức trả lời anh. Hai Long giơ ly rượu về phía Khiêm. Khiêm tranh thủ nói, tôi sẽ gặp cha tổng để xin cha ủng hộ lời đề nghị của chúng tôi. Đôi bên cùng cụm ly. Những ngày sau, Lâm Văn Phát, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Chiểu tới tấp chạy tới nhà thờ Bình An. Những câu chuyện xoay quanh âm mưu gạt Khánh mà Trần Thiện Khiêm đã nói, Hai Long thuật lại với cha Hoàng. Ông cau mặt, không để làm chi cái tên ma giáo này. Hai Long nói, chưa chắc Khiêm đã làm gì được Khánh ngay. Bề ngoài, cha cứ giữ hòa khí với Khánh, không tỏ ra là ta đã nắm được tim đen của hắn. Hắn còn nắm quyền lực, không dại gì ta đẩy hắn đối đầu với ta, làm hại giáo dân. Nếu hắn chạy theo các thầy, thì ta liên minh chặt chẽ với các thầy, đề nghị cả Phật giáo và Công giáo cùng sát cánh đấu tranh với hội đồng quân sự, đòi bảo đảm quyền lợi của các tôn giáo. Phật giáo đã có sự liên minh lâu dài với Công giáo, không dễ gì lại bỏ ta, đi theo một kẻ hoạt đầu. Nhưng lần này, đối với cánh Khiêm, ta sẽ đặt thẳng thừng những điều kiện của ta. Khiêm dù sao cũng đỡ lươn lẹo hơn Khánh. Hai Long nhờ Phạm Xuân Chiểu nói với Khánh, anh đã quyết ổn thỏa về vụ giáo dân biểu tình ở Bộ Tổng Tham Mưu. Chỉ cần Khánh chú ý tới vấn đề bồi thường thỏa đáng cho những nạn nhân và gia đình. Anh cũng thuật lại với cha Hoàng chuyện Khiêm đề nghị với mình ra làm tư lệnh địa phương quân. Anh bà nên lấy cớ tòa thánh không đồng ý để khước từ. Cha Hoàng nói, mời làm tướng cũng chả thèm nữa là cái anh đại tá. Khiêm tỏ ý rất tiếc là đề nghị của mình không được chấp nhận. Trung tâm đã chỉ thị cho Hai Long, trong tình hình lộn xộn hiện thời, chỉ nên củng cố bình phong, không vội chui vào chính quyền địch. Hai Long báo cáo đều đặn với trung tâm về tình hình rối ren nội bộ của ngụy quyền và ngụy quân, dự kiến những cuộc đảo chính với quy mô nhỏ nhằm tranh giành quyền lực sẽ còn kéo dài, và Mỹ đang gấp rút xây dựng một ngụy quyền ổn định để đưa quân Mỹ, kể cả quân một số nước chư hầu, vào Nam Việt Nam. Trung tâm chỉ thị cần theo dõi thật sát âm mưu, kế hoạch và tiến trình Mỹ đưa quân vào, và yêu cầu anh cung cấp gấp một bản kế hoạch bình định của Mỹ ngụy, cùng với một bộ bản đồ trên toàn miền Nam, tỷ lệ 1/50.000.
Hai yêu cầu sau làm anh lo lắng. Kế hoạch Bình Định nằm ở nha Bình Định. Tại đây, anh chưa có quan hệ. Còn bản đồ thì ở cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu. Điều khó khăn nhất là phải tìm ra cái cớ vì sao mình cần có những thứ này cho thật hợp lý. Tiếc là trung tâm đề ra yêu cầu này sau khi anh đã chính thức khước từ lời đề nghị của Khiêm. Nếu biết trước, anh sẽ nói với Khiêm mình cần hiểu tình hình quân sự trước khi trả lời, và bảo Khiêm cho mình xem bản kế hoạch Bình Định 2 năm của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cơ hội này đã lỡ. Anh nghĩ đến Hòe. Sau khi ở cứ về, anh đã gặp Hòe, thông báo quyết định của trung tâm tiếp nhận Hòe vào lưới của mình. Lần đầu, anh chính thức nói với Hòe về nhiệm vụ, tự nhận mình là trưởng lưới được phân công phụ trách Hòe về công tác cũng như về mặt đảng. Hòe đã kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách suốt mấy năm qua. Hòe nhìn anh nước mắt rưng rưng, con thơ khát sữa anh à, bây chừ mới được mẹ cho bú. Anh cũng thấy cay cay ở khóe mắt. Đôi lúc anh vẫn còn tự hỏi, một viên chức lâu năm của chế độ cũ, có một gia đình ổn định như Hòe, sao lại thiết tha từ bỏ cuộc sống êm ấm của mình, dấn thân vào cuộc chiến đấu cực kỳ hiểm nghèo này. Anh có thêm một sức mạnh mới, một sự hỗ trợ về tinh thần không nhỏ. Anh không còn lẻ loi, cô đơn giữa lòng địch, lần đầu cảm thấy ấm áp vì đã có người cùng chia sẻ khó khăn, chia sẻ những tâm tư, tình cảm mà trước đây không biết nói với ai. Hòe đã lặng lẽ chuẩn bị cho công tác được nhiều hơn anh tưởng. Trong thời gian qua, tuy chưa được trao nhiệm vụ, Hòe đã chủ động tạo thêm nhiều mối quan hệ trong chính quyền và quân đội. Hai Long nhìn thấy Hòe có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu công tác. Anh hướng dẫn Hòe siết chặt thêm một số mối quan hệ trước mắt cần khai thác. Anh bàn với Hòe cứ tiếp tục làm việc tại Tổng đoàn Công kỹ nghệ Việt Nam, chuẩn bị ra một tờ báo về kinh tế để mở rộng quan hệ xã hội, rồi tìm cách chui sâu vào chính quyền. Nếu ra được tờ báo, Hòe sẽ xóa được khoảng thời gian bị bắt trước đây để làm việc lâu dài. Hai người trao đổi về cái tên của tờ báo như cặp vợ chồng trẻ bàn nhau đặt tên cho đứa con đầu lòng. Cuối cùng, họ chọn cái tên Vừng Đông để gửi gắm vào đó niềm hy vọng. Số báo đầu tiên sắp ra mắt bạn đọc. Thấy Hai Long tỏ vẻ băn khoăn khi phổ biến những yêu cầu gấp về tài liệu của trung tâm, Hòe mừng rỡ nói. Những việc lớn anh Hai lo rồi, mấy chuyện này, anh Hai dành cho tôi. Đã quá lâu ngày tôi chưa đóng góp được việc chi cho cách mạng. Hai Long hỏi, anh định làm cách nào để kiếm ra những của độc này? Tôi quen với Biểu Trương hồi cùng bị bắt với nhau ở Tòa Khâm. Biểu Trương là đảng viên Đại Việt, nguyên là sĩ quan. Trương được tha về, không kiếm ra công ăn việc làm. Vừa qua, Nguyễn Tôn Hoàn mới ở Pháp về, được chọn làm phó thủ tướng. Khánh phân công cho Hoàn phụ trách công tác Bình Định. Hoàn lưu vong đã lâu, không biết mô tê chi, nhờ tôi kiếm người giúp việc. Tôi giới thiệu Trương, Hoàn ưng ngay vì Trương cùng là Đại Việt, lại là sĩ quan. Hoàn bố trí Trương làm phó giám đốc nha Bình Định. Biểu Trương khá thân với tôi. Như vậy thì thuận lợi lắm rồi đó. Nhưng anh định kiếm cớ gì để xin Trương những thứ này? Hòe lúng túng. Để tôi suy nghĩ, có cách nào hay nhất, sẽ báo lại anh sau. Kế hoạch Bình Định thì chắc chắn là ở nha Bình Định rồi. Nhưng có thể nằm trong tay Hoàn. Nếu Hoàn giữ thì Trương mượn của Hoàn cũng không khó. Còn bản đồ, liệu ở đó có không? Chính tôi đã nhìn thấy loại bản đồ này ở nhà Biểu Trương mà, nhưng nếu muốn lấy suốt từ vĩ tuyến 17 trở vô thì phải khoảng tới 200 bản. Hai Long suy nghĩ rồi nói, nếu không tìm ra lý do nào hay hơn, thì anh thử nói với Trương, có một tổ chức chính trị công giáo sắp ra nắm chính quyền, họ cần tìm hiểu mọi mặt tình hình đất nước, muốn xem những tài liệu này. Biết đâu người của công giáo sắp tới, lại không thay chính Nguyễn Tôn Hoàn phụ trách công tác Bình Định, anh cũng có thể nói Khiêm đang tới xin người của công giáo ra làm tư lệnh địa phương quân. Riêng bản đồ, anh nhờ Biểu Trương kiếm giúp hoặc mua giúp. Phải xin thôi anh Hai à, cách mạng nghèo, kiếm đâu ra tiền để mua hết từng ấy bản. Hai Long nhìn người đồng chí nở một nụ cười thương mến. Xin được thì còn gì hơn, nhưng nếu cần mua thì cũng phải đề nghị trung tâm cho tiền mua.
mua được đã là quá tốt. Không đầy một tuần sau, Hoè đưa tới cho Hai Long những cuốn phim chụp bản kế hoạch bình định toàn miền Nam, cùng một số tài liệu mật khác liên quan trực tiếp tới công tác bình định. Tất cả những tài liệu này đều lấy từ tay Nguyễn Tôn Hoàn. Hoè nói, toàn bộ bản đồ đã nằm ở nhà Bưu Trương rồi. 200 bản, làm sao chuyển đi? Phải đưa vào nhà thờ, rồi chờ trung tâm có kế hoạch chuyển ra vùng giải phóng. Bưu Trương có nghi ngờ gì không? Hoè cười rất tươi. Y chỉ nói, nếu sau này quan bác lên chức phó thủ tướng thì đừng có quên thằng Trương. Hoè vui như đứa trẻ nhỏ, nhất định mời Hai Long ghé qua nhìn để cụng ly mừng chiến công đầu tiên của anh từ ngày được trở về với cách mạng. Ngày 7 tháng 9 diễn ra cuộc thỏa hiệp tạm thời giữa tam đầu chế đang nắm quyền hành ở Nam Việt Nam. Nguyễn Khánh buộc phải rút khỏi các chức Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng, Thủ tướng và Tổng tư lệnh quân đội. Một ủy ban quốc gia tạm thời thành lập gồm 3 người, vẫn là Minh Lớn, Khánh và Khiêm. Cuộc chỉnh lý đã đưa Khánh bỗng chốc trở thành người nắm hầu hết quyền lực ở Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sự tham lam quá đáng, cùng với năng lực rất hạn chế trong việc điều hành guồng máy chính quyền, quân đội và tư cách cá nhân của Khánh đã không cho phép Khánh củng cố được vây cánh. Ai cũng ngại Khánh lật lọng, cháo chờ. Minh Lớn tuy là quốc trưởng bù nhìn, nhưng còn ở vị trí này, đối với Khánh vẫn là người bề trên. Cá nhân Minh lại được một số người trọng nể, nên bị Khánh coi như cái gai nhức nhối cần phải nhổ mà chưa nhổ được. Địch thủ chủ yếu của Khánh lúc này lại là Khiêm. Khánh đã tìm mọi cách hạn chế Khiêm, không trao cho Khiêm chức vụ gì quan trọng và gạt hầu hết những người thân với Khiêm trong hội đồng quân sự. Nhưng Khiêm vẫn làm Khánh phải e ngại vì Khiêm được nhiều tướng trẻ có cảm tình. Những tướng này có quân trong tay. Khiêm lại thâm hiểm hơn Khánh và không phải không được Mỹ chú ý. Đưa Khánh lên vị trí số 1 của chế độ Ngụy, Mỹ đã phạm một sai lầm là thổi bùng ngọn lửa tham vọng trong đám tướng trẻ ở miền Nam. Nhiều kẻ thấy mình còn xứng đáng hơn Khánh nhiều nếu được đặt vào vị trí đó. Chưa đầy một tuần sau cuộc thỏa thuận giữa tam đầu chế, ngày 13 tháng 9, một cuộc đảo chính mới lại nổ ra ở Sài Gòn. Lâm Văn Phát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cùng với Dương Văn Đức, Trung tướng Tư lệnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, cầm đầu cuộc đảo chính. Hôm đó là Chủ nhật, Khánh đi nghỉ cùng với gia đình tại Đà Lạt. Trong buổi sáng, quân của Đức đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Đài Phát thanh và kiểm soát hầu hết những vị trí quan trọng tại Sài Gòn. Buổi trưa, Lâm Văn Phát công bố trên Đài Phát thanh Sài Gòn lý do phải tiến hành lật đổ chính quyền quân sự thối nát của Khánh. Ở Đà Lạt khi được tin, Khánh rất hốt hoảng. Khánh không hiểu có những tướng nào và những đơn vị nào đã làm đảo chính. Khánh gọi điện thoại cho Dương Văn Minh, hỏi tình hình và đề nghị Minh nắm lại quyền kiểm soát thành phố. Minh từ chối, nói Khánh nên về Sài Gòn, tự mình làm lấy việc đó. Khánh lo Nguyễn Cao Kỳ đã tham gia lực lượng đảo chính và Kỳ Dâu, với tác phong ngổ ngáo của y, có thể tự lái máy bay tới Đà Lạt, oanh tạc vào Dinh 2, là nơi Khánh đang ở. Khánh vội vã cho gia đình di tản sang biệt thự của Cao Văn Viên, đồng thời điều lực lượng cao xạ phòng không tới bố trí chung quanh nơi mình ở. Cũng buổi sáng hôm đó, Kỳ đưa người vợ trẻ chưa cưới đi chơi ngày Chủ nhật, tới Biên Hòa. Kỳ được tin Sài Gòn có đảo chính. Kỳ lấy một chiếc trực thăng ở Biên Hòa, quay về ngôi nhà mình tại căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất. Quân đảo chính của Dương Văn Đức đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu ở gần đó, nhưng chưa chiếm sân bay. Buổi trưa, Kỳ nghe Phát tuyên bố trên đài. Phát hết lời mạt sát Khánh. Trong lời lẽ của Phát có hơi hướng những triết thuyết của Diệm trước đây mà Kỳ vốn không ưa. Kỳ cầm máy gọi điện thoại cho Dương Văn Đức ở Bộ Tổng Tham mưu. Trung tướng đã hành động theo một kiểu cách mà tôi không thể nào ủng hộ được. Giải pháp khôn ngoan nhất là Trung tướng nên quay về đồng bằng sông Cửu Long. Đức tức giận, điều xe tăng tới bao vây sân bay Tân Sơn Nhất. Kỳ dọa nếu xe tăng tiến vào sâu nữa, Kỳ sẽ lệnh cho máy bay ném bom. Xe tăng của Đức phải dừng lại bên ngoài sân bay. Sáng hôm sau, Kỳ lại gọi điện thoại cho Đức.
đã tới lúc trung tướng nên từ bỏ ý định của mình. Đây là lời nói cuối cùng của tôi. Nếu trung tướng không rút lui, tôi sẽ ném bom xuống bộ chỉ huy của trung tướng. Pháp và Đức đã nhận thấy tòa đại sứ Mỹ không muốn đẩy cuộc đảo chính đi tới cùng. Họ chỉ cần một đòn cảnh cáo, buộc Khánh phải chấp thuận kẻ tổ bộ máy chính quyền miền Nam, chứ chưa muốn loại bỏ Khánh. Có thêm lời đe dọa của Kỳ, Pháp và Đức đành bỏ cuộc đảo chính. Kỳ gọi điện thoại cho Khánh, yêu cầu trở về giải quyết những công việc ở Sài Gòn. Vốn tính đa nghi, sợ bị đánh lừa, Khánh ở lì tại Đà Lạt. Chỉ tới khi tòa đại sứ Mỹ cử hai nhân viên lên Đà Lạt thuyết phục, Khánh mới chịu quay về Sài Gòn. Mắc Tyler tới Việt Nam được một tháng đã nhìn thấy những nhược điểm của Khánh, nhưng chưa thể bỏ rơi ngay con bài của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người đã được các giới chức ở Sài Gòn gọi là con nuôi của McNamara. Ngày 26 tháng 9, trước áp lực của Tyler, Khánh buộc phải chấp thuận việc thành lập Thượng hội đồng quốc gia để soạn thảo hiến pháp mới, coi như một bước tiến tới chế độ dân sự. Khánh thấy mình đang trở nên cô độc, lại chạy tới nhà thờ Bình An nối lại quan hệ với cha Hoàng. Có lúc y cử Albert Nguyễn Cao vào mời cả cha Hoàng và Hai Long cùng tới dinh Gia Long thương nghị. Trong những lần gặp gỡ, Khánh tập trung vào vấn đề nhân sự. Khi thì Khánh hỏi nên đưa thêm ai vào Thượng hội đồng, mà Khánh cho rằng phần lớn là những người thuộc phe cánh của Minh. Khi thì Khánh hỏi nên chọn ai làm thủ tướng chính phủ sắp thành lập, Khánh làm ra vẻ tự tin, luôn luôn khoe là mặc dù Mark Tyler mới sang, nhưng đã thông cảm với y, làm việc với Tyler còn dễ hơn làm việc với Cabot Lodge vì Tyler là tướng quân sự. Khánh tiếp tục rèm pha Khiêm, nói là Khiêm sắp mất quyền kiểm soát về quân sự. Ngược lại, phe cánh của Khiêm tung tin, sự tồn tại của Khánh chỉ còn tính từng ngày. Một tháng sau khi thành lập Thượng hội đồng, Tyler lựa chọn xong một chính phủ mới với những nhân vật dân sự. Phan Khắc Xỉu, một ông già gần 90 tuổi, được chỉ định làm quốc trưởng. Dương Văn Minh mất chức, xin sang Thái Lan sống lưu vong. Chức thủ tướng từ tay Nguyễn Khánh chuyển sang Trần Văn Hương, một cựu đô trưởng của Sài Gòn, cũng đã ngoài 60, Khánh và những tướng trẻ đều bất mãn với phương án này. Dưới sự đạo diễn của Tyler, Khánh được các tướng trẻ bầu làm tổng tư lệnh quân đội. Cách làm độc đoán của Tyler đã dồn những tướng trẻ vào một cục để chống lại Thượng hội đồng. Họ thường gặp nhau ở nhà Nguyễn Cao Kỳ, cũng có lúc tại nhà Nguyễn Chánh Thi hay nhà Nguyễn Hữu Có. Khánh luôn luôn có mặt với vai trò người lãnh sướng. Trung tuần tháng 10, trong một buổi tối, tụ tập ở nhà Nguyễn Cao Kỳ, Khánh chọc giận những tướng trẻ. Mấy ông già Thượng hội đồng vẫn chưa thỏa mãn, các ổng đang âm mưu thu tóm tất cả mọi quyền hành, gạt giáo anh em mình. Nguyễn Chánh Thi nổi xung. Mấy ổng tưởng mình là cái chi, một người hét to. Hốt tất cả đi là xong. Mọi người đều giơ cao tay tán đồng. Nguyễn Hữu Có nhìn đồng hồ rồi nói. Muộn rồi. Đã tới lúc lùa bò, gà vô chuồng. Cuộc đảo chính giải tán Thượng hội đồng nổ ra vào ngày 20 tháng Chạp. Tất cả những ủy viên của Thượng hội đồng đều bị lính quân cảnh, do những sĩ quan trẻ chỉ huy, tới nhà bắt vào lúc nửa đêm. Họ bị đưa về doanh trại của Bộ Tổng Tham mưu, nơi các tướng trẻ cùng với Khánh đã tập trung ngồi chờ đợi kết quả. Khánh quyết định, ngay ngày hôm sau, Nguyễn Cao Kỳ sẽ đích thân lái máy bay, đưa tất cả những bộ lão lên Pleiku, quản thúc bí mật tại đó. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại réo. Khánh cầm máy nghe, mặt Khánh tím dần lại. Khánh hầu như không nói năng gì, chỉ lặp đi lặp lại mấy tiếng yết hoặc nâu gọn lỏn. Khánh buông máy nói với mọi người. Đại sứ Tyler yêu cầu gặp tất cả chúng ta ngay bây giờ tại đại sứ quán. Tôi sẽ không đi. Trong các vị, có ai đại diện cho tôi không? Tất cả đều im lặng. Không ai muốn gặp ông thầy mà họ đều biết là nóng tính và thô bạo. Khánh ngoảnh về phía Kỳ. Anh Kỳ, anh là người lãnh đạo nhóm tướng trẻ, anh nên đi. Được thôi. Kỳ trả lời với vẻ nghênh ngang. Ba tướng trẻ khác tình nguyện đi với Kỳ. Đó là Nguyễn Văn Thiệu,
Nguyễn Chánh Thi và Trung Tấn Cang. Tyler chờ các tướng trẻ ở tòa đại sứ với bộ thường phục màu trắng, nét mặt giận dữ. Khi họ vừa ngồi vào bàn, Tyler lập tức hỏi bằng giọng rất sẵn. Tất cả các ông đều nói được tiếng Anh đấy chứ, cả bọn, trừ Nguyễn Cao Kỳ, đều kém về tiếng Anh. Họ biết là Tyler nói tiếng Pháp rất thạo. Khi thấy một đôi người rụt rè gật đầu, Tyler nói tiếp luôn. Được rồi, trong bữa ăn tối ở nhà ông Westmoreland, tôi đã nói với các vị, người Mỹ chán ngấy những cuộc đảo chính rồi. Quả thật tôi đã phí lời vô ích. Cách đây chừng một tháng, Westmoreland, người mới sang thay tướng Paul Huckin phụ trách bộ tư lệnh yểm trợ quân sự Mỹ cho Việt Nam, mở một cuộc chiêu đãi thịnh soạn nhiều vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Đại sứ Mỹ Tyler bữa đó cũng có mặt. Những lời hăm dọa sẽ đảo chính lật đổ thượng bội đồng của Nguyễn Khánh đã tới tai ông ta. Tyler không bỏ qua dịp này, lên lớp một hồi cho các tướng, là cần phải hiểu về nhiệm vụ của quân đội đối với chính trị, không được phép liên tiếp tổ chức những cuộc đảo chính làm rối loạn tình hình chính trị ở Nam Việt Nam. Nhiều câu nói của Tyler rõ ràng là nhằm vào Khánh. Tyler tin vào sức mạnh của những lời cảnh cáo đó. Nhưng Tyler chưa biết khi chạm tới quyền lợi và sự tự ái của Khánh thì y cũng không phải là một kẻ dễ bảo. Và trong thực tế, Khánh đã bất chấp lời dạy của Tyler. Kỳ làm ra vẻ ngây ngô. Nhưng bữa ăn đó thật là tuyệt mà. Tyler sửng sốt nhìn Kỳ, rồi lờ đi, lặp lại. Tôi nói với các ông là chúng tôi đã chán ngấy những cuộc đảo chính. Tôi đã phí lời vô ích. Bữa đó tôi nói bằng tiếng Pháp một cách rành lắm mà, nhưng các vị vẫn không hiểu. Tôi nghĩ rằng tôi đã trình bày rõ tất cả mọi kế hoạch quân sự của chúng ta đều tùy thuộc vào sự ổn định của chính phủ. Bây giờ quý vị đã làm nát bét hết cả rồi. Tôi không thể nào yểm trợ quý vị mãi được nếu các vị cứ làm ăn kiểu này. Người nào đại diện cho nhóm này đây? Các vị có một người phát ngôn không? Kỳ rồi Thiệu cố gắng giải thích vì sao các tướng trẻ buộc phải có hành động như vừa rồi. Tyler vẫn tiếp tục nói như nói với những kẻ thuộc cấp có lỗi và cứng đầu. Các vị đã đập vỡ quá nhiều đĩa rồi. Bây giờ chúng tôi phải làm cách nào để sắp xếp lại tình trạng hỗn độn này đây? Cuộc gặp kết thúc trong một tình trạng gần như đổ vỡ. Khi ra xe, Thiệu nổi cáu. Phải triệu tập ngay gay một cuộc họp báo. Nói cho thế giới biết. Một ông đại sứ Mỹ đã đối xử với những tướng lãnh cao cấp Việt Nam như là những đứa bé đần độn. Không nên làm như vậy, sẽ chẳng đi tới đâu hết, chẳng có lợi gì cả, Kỳ khuyên Thiệu. Ngày hôm sau, dường như sợ các tướng trẻ về, không truyền đạt được với Khánh tinh thần những lời nói của mình, Tyler lại gọi điện trực tiếp cho Khánh. Viên đại sứ mở đầu câu chuyện giống như đêm hôm trước. Ngài hiểu tiếng Anh đấy chứ? Bữa tối đó tại nhà Westmoreland, tôi đã nói với các ngài rằng, nước Mỹ không còn muốn tha thứ cho bất kỳ một ý đồ nào làm cho tình hình mất sự ổn định nữa. Khánh vừa nói, thưa ngài đại sứ, tôi chưa nghe rõ, đề nghị ngài nhắc lại cho. Cùng lúc, Khánh bấm nút thu máy ghi âm. Toàn bộ câu chuyện giữa Khánh với vị đại sứ Mỹ trong lúc nóng giận, được ghi trọn trong một cuốn băng. Khánh đã hậm hực với Tyler từ khi thấy vị đại sứ mới dùng khiêm và những tướng trẻ làm sức ép, buộc mình phải từ bỏ mọi chức tước, chỉ còn là một trong số ba người trong Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Tiếp đến Lâm Văn Phát và Dương Văn Đức tổ chức cuộc đảo chính nửa vời, rồi viên đại sứ Mỹ cho người lên Đà Lạt gọi Khánh về, yêu cầu phải chấp nhận việc thành lập thượng hội đồng, đặt xỉu, hương vào vị trí những người đứng đầu chính phủ. Khánh biết mình đã thực sự bị gạt ra ngoài chính quyền. Khánh quyết định đánh trả lại Tyler khi mình còn nắm được một số tướng trẻ. Tyler đang tái diễn cái trò này trước đây các vị đại sứ Mỹ đã chơi với Diệm Nhu. Khánh thấy mình không thể lùi bước. Cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện qua máy điện thoại lập tức trở thành một vũ khí lợi hại trong chiến dịch tuyên truyền trên đài phát thanh và báo chí, tố cáo. Lên án đại sứ Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đại sứ, một viên tướng Mỹ có hạng,
đã từng lập nên chiến tích trong Thế chiến thứ hai ở châu Âu và những năm qua tại Triều Tiên, lần đầu làm công tác ngoại giao, đã bị Khánh cho một vố đau. Nhưng Khánh cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ được Tyler tha thứ. Tuy vậy, trước phản ứng gay gắt của Tyler, Khánh phải tạm lùi một bước, chỉ gạt bỏ các ủy viên trong Thượng Hội đồng, vẫn để Phan Khắc Sỉu và Trần Văn Hương ở ghế quốc trưởng và thủ tướng. Trung tuần tháng 1 năm 1965, để mở đầu cho một năm mới, Khánh dàn xếp với Sỉu, Hương cùng mình ra một bản thông cáo chung, tuyên bố những mối bất hòa giữa giới quân sự và dân sự đã được giải quyết thỏa đáng. Nhân dịp này, Khánh đưa thêm vào chính phủ bốn tướng trẻ đã từng gắn bó với mình, trong đó có Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 28 tháng Giêng, nhân dịp Tyler đi Viêng Chăn, Khánh cầm đầu nhóm tướng trẻ làm một cuộc đảo chính mới, loại trừ Trần Văn Hương và lật luôn cả nội các của Hương. Khi trở về, Tyler đứng trước một việc đã rồi. Ngày 12 tháng 2, Khánh giật dây việc thành lập chính phủ mới do Phan Khắc Sỉu làm quốc trưởng, Phan Huy Quát làm thủ tướng. Khánh đã thay Hương bằng một người của Đại Việt. Khánh vẫn là tổng tư lệnh quân đội. Trong quá trình Khánh trao đổi với Cha Hoàng chọn người làm thủ tướng, Cha Hoàng lúc đầu không đồng ý Quát vì ông vốn ghét Đại Việt. Nhưng sau đó, ông tạm chấp nhận khi Khánh chịu đưa vào chính nhủ mới bốn người của Công giáo. Với những thay đổi về tổ chức, lực lượng của Khánh được củng cố. Khánh cho rằng mình đã xoa dịu Tyler với việc giữ nguyên bộ mặt dân sự cho chính quyền. Nhưng Tyler đã coi Khánh là một kẻ bất trị. Tai họa đang trở giáng xuống đầu Khánh. Một tuần sau khi thành lập chính phủ mới, Lâm Văn Phát lại là một cuộc đảo chính thứ hai. Lần này, Phát không chở Khánh đi vắng, mà chọn đúng lúc Khánh có mặt ở Sài Gòn. Mục tiêu chủ yếu của quân đảo chính là lùng bắt cho được Khánh. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Khánh đang ở bộ tổng tham mưu, được tin Phát đưa xe tăng tới nhà riêng tìm bắt mình. Đồng thời một số nơi báo cáo về, có rất nhiều xe tăng đang di chuyển trong thành phố. Khánh vội gọi điện thoại cho Kỳ, báo tin lại có đảo chính, giục Kỳ ra nhanh sân bay. Khánh nhảy lên chiếc xe Mercedes có cắm cờ lệnh, chuồn khỏi bộ tổng tham mưu. Tới cổng sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc Mercedes phải dừng lại vì hàng chục chiến xa đang tiến vào sạn bay. Khánh chợt nhìn thấy Kỳ đứng phía trong cổng, bên một chiếc xe Jeep. Kỳ cũng đã nhận ra chiếc xe mang cờ lệnh của Khánh, giơ tay ra hiệu cho Khánh bỏ xe, vào với mình. Khánh đành nhảy xuống, đi liều vượt qua những xe tăng đang án ngữ trước mặt. Cũng may, Khánh không bị ai ngăn lại. Tới được chỗ Kỳ, Khánh nói, Phát hầu như làm chủ đô thành, anh có cách nào đưa tôi đi khỏi Sài Gòn? Khó lắm, xe tăng đã ở trong sân bay, không phi công nào tới được chỗ để máy bay. Trung tướng muốn đi đâu? Bất cứ đi đâu, miễn là rời khỏi đây. Thôi được, nếu cần thì phải đi mau. Kỳ đã rất chán Khánh. Cách đây ít ngày, nhân lúc Khánh đi kinh lý đồng bằng sông Cửu Long, Kỳ bàn với một số tướng trẻ lật Khánh luôn, nhưng họ thấy chưa nên làm. Vào giờ phút này, Kỳ nghĩ tới chuyện cứu Khánh vì tưởng rằng cuộc đảo chính do Nguyễn Chánh Thi cầm đầu, một người không ăn cách với Kỳ. Khánh theo Kỳ nhảy vội lên chiếc xe Jeep. Kỳ lái xe chạy vòng lối sau, tới gian nhà để chiếc DC-3 dành riêng dùng trong trường hợp khẩn cấp. Kỳ dục Khánh lên máy bay rồi cho nổ máy lan ra vị trí cất cánh. Cuối đường băng, đã có khoảng 20 chiếc xe tăng đang tiến vào. Kỳ mở hết tốc lực của máy bay, cất cánh lướt trên đầu tháp pháo của những chiếc xe tăng. Chiếc máy bay rời khỏi bầu trời Sài Gòn an toàn. Khánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Khánh chưa thực sự yên tâm vì số phận đang nằm trong tay Kỳ. Kỳ vẫn có thể đưa Khánh trở về trả cho quân đảo chính. Khánh đề nghị với Kỳ, có lẽ tôi muốn anh đưa tôi lên Đà Lạt. Tôi không biết làm gì bây giờ. Đưa tôi tới đó rồi anh trở về tự do hành động theo ý của anh. Kỳ im lặng. Khánh lại nói, tôi dành cho anh toàn quyền giải quyết vụ này. Kỳ thả Khánh xuống sân bay Đà Lạt, rồi bay trở về hướng Nam.
hạ cánh xuống sân bay Biên Hòa. Tại đây, Kỳ triệu tập một cuộc họp nội các và hội đồng quân lực. Kỳ không ngờ có tới hơn 40 người kéo đến theo sự triệu tập của mình. Số đông tỏ ra lo lắng nếu còn để Khánh tiếp tục cầm quyền. Kỳ ra lệnh đưa một chiếc máy bay lên Đà Lạt đón Khánh về Biên Hòa. Vừa tới nơi, thấy không khí cuộc họp, biết số phận của mình đã được quyết định, Khánh lấy khăn tay chấm nước mắt năn nỉ. Cho tôi trở về Đà Lạt. Xin để anh Kỳ và tất cả các vị quyết định điều chi cần phải làm. Các vị ủng hộ Phát hay tôi, hay bất kỳ người nào khác cũng được. Không ai mời Khánh ở lại. Khánh vội vã rời phòng họp. Kỳ tiễn Khánh ra máy bay. Khánh rầu rĩ nói. Nếu anh muốn làm chuyện chi, tôi không thể cản anh. Nhưng anh cũng đừng quá hấp tấp. Và cũng đừng quên chúng ta là bạn. Đừng quên những lúc chúng ta đã sống bên nhau. Khánh quay về Đà Lạt với bộ mặt thiểu não của kẻ cam chịu thất thế. Khánh gặp lại Trần Văn Đôn, tác giả của cuộc đả chính diện. NGUOI đã bị Khánh bắt và quản thúc suốt gần một năm qua. Gần đây, Khánh đã giao cho Đôn tham gia vào nhóm dự thảo một số quy chế về nhân sự mới cho quân đội. Trong đó có một điểm do Khánh nêu, cho về hưu tất cả những tướng lãnh đã phục vụ tại ngũ 25 năm. Với việc áp dụng quy chế mới này, những người như Minh Lớn, Đôn, Kim, Xuân đều sẽ phải ra khỏi quân đội. Khánh muốn quy chế này phải do chính tay họ thảo. Khánh bỗng trở nên một người thực thà. Y kể lại những chuyện đã diễn ra mấy tháng qua, đặc biệt thích thú với những đòn chơi lại Tyler, nhưng cũng thú nhận tất cả thất bại của mình. Y tỏ vẻ ăn năn vì đã gieo rắc tội lỗi trên khắp đất nước này. Y ngỏ lời xin lỗi Đôn vì những đau khổ mà mình đã đem lại cho Đôn và các bạn. Cuối cùng, Khánh nói, mình muốn về Sài Gòn, nhưng không thể đi máy bay, vì không muốn bị phát hiện. Các tướng trẻ đều đã chống lại mình, kể cả tướng Kỳ là người đã cứu mình. Vậy ông định đi bằng cách nào? Đôn hỏi. Có thể đi bằng xe ca. Đôn nhìn bộ mặt sầu não và hài hước của Khánh, mỉm cười. Nếu muốn vậy thì tốt nhất là nên cắt bộ râu ria đi. Lúc bấy giờ mới thấy Khánh cười. Chắc Khánh cũng vừa nhớ lại cảnh Tào Tháo bị quân Thục đuổi đánh, phải quăng mũ và cắt râu chạy trốn. Sau khi Khánh rời khỏi Biên Hòa, các tướng trẻ đã quyết định gạt Khánh khỏi chức chủ tịch hội đồng quân lực. Cũng như lần trước, cuộc đảo chính của Pháp phải dừng lại nửa chừng. Tyler đã đạt được mục đích loại bỏ Khánh. Mỹ đã rút kinh nghiệm không để tái diễn cảnh Diệm Nhu năm trước. Khánh được cử làm đại sứ lưu động ở nước ngoài và phải đi ngay lập tức. Ngày 25 tháng 2, một lễ tống tiễn Khánh diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khánh kết thúc vai hề trên sân khấu chính trị miền Nam một cách khá đạt khi cúi xuống bóc một nắm đất cạnh đường băng bỏ vào túi áo, rồi lên máy bay. Kỳ tiễn Khánh vào tận khoang máy bay. Khánh rời khỏi Sài Gòn và không bao giờ trở lại. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.